Sinh nhật Sun Li Epic cùng nhìn lại nụ cười rạng rỡ, nhan sắc động lòng người giờ đã ở thiên đường. Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Sun Li, cùng nhìn lại loạt ảnh cuối cùng cô chụp khi còn sống, nụ cười trong trẻo hồn nhiên của Sun Li đã khiến trái tim người hâm mộ không khỏi rung động. Ngày 29 tháng 3 là sinh nhật của đóa hoa Lê Tuyết Choi Sun Li, cựu thành viên của FX thuộc công ty giải trí SM Entertainment Hàn Quốc. Đúng 0 giờ Hàn Quốc, trên fanpage của cố nghệ sĩ Sun Li cập nhật một bức ảnh mới do nhân viên công ty SM đăng tải để chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của cô. Đó là một khoảnh khắc trong photobook có tên Love Myself của nữ thần. Bức ảnh được thực hiện khi Sun Li dạo chơi ở thành phố Berlin năm 2019. Kể từ khi Sun Li rời xa thế giới thị phi, đặc biệt là K-pop khắc nghiệt đó, SM Entertainment vẫn thường xuyên tưởng nhớ nữ thần tượng vào ngày giỗ và sinh nhật của cô. Dáng người thanh mảnh, nụ cười tỏa sáng của Sun Li dường như không bao giờ lu mờ trong lòng khán giả dù năm tháng qua đi. Sun Li đẹp tựa nàng thơ, một vẻ đẹp khiến ai cũng phải rung động. Việc phải chấp nhận sự thật rằng nụ cười ấy đã hóa vĩnh hằng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, tiếc nuối đóa hoa xinh đẹp bạc mệnh. Trong loạt ảnh này, điểm nổi bật nhất chính là nụ cười tươi vui, rạng rỡ của nữ idol bạc mệnh. Có ai có thể cưỡng lại được nụ cười ngọt ngào mê đắm lòng người này? Chỉ nhìn ảnh, fan cũng có thể thấy đây là quãng thời gian vui vẻ, dễ chịu cuối cùng của Sun Li trước khi rơi vào trầm tư, stress nặng. Sun Li tươi vui, xinh xắn đúng như ở lứa tuổi 25, thời điểm cô chụp những bức hình này. Giữa công viên và những trò chơi trẻ thơ, Sun Li cũng trở nên đơn giản, hồn nhiên như những đứa trẻ chẳng vướng âu lo. Nữ idol cười hạnh phúc bao nhiêu trước ống kính, thì những gì cô phải chịu đựng đằng sau đó lại gây xót xa bấy nhiêu. Sun Li sở hữu thân hình xinh đẹp hoàn hảo, từ ngũ quan cho đến thần thái, nụ cười đều không thể chê. Giá như Sun Li có thể cứ mãi cười đơn thuần và ngọt ngào như thế. Vẻ tươi tắn rạng ngời toát ra từ trong ánh mắt của Sun Li khiến ai cũng không thể cầm lòng. Sau hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu hay những hành động bị đánh giá là ngông cuồng nổi loạn, Sun Li cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi đơn giản, hồn nhiên như những cô gái khác. Vẻ hạnh phúc có thể thấy rõ trên ánh mắt và gương mặt của nữ idol bạc mệnh. Cộng đồng fan và người thân thiết với Sun Li cũng đăng những bức ảnh để chúc mừng sinh nhật lần 27 của nhan sắc hồng nhan bạc mệnh. Cộng đồng fan của nữ diễn viên Lee Bo Jung đăng ảnh Sun Li khi hóa thân thành tiểu công chúa Seonhwa trong phim đầu tay bài ca Seodon, Ballad of Seodon trên Instagram. Năm ấy Sun Li vừa tròn 11 tuổi, được các đạo diễn đánh giá có tố chất ngôi sao hồn nhiên, còn Lee Bo Jung đóng công chúa Seonhwa lúc trưởng thành. Diện mạo Sun Li không thay đổi so với lúc nhỏ khi ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng, gương mặt đại diện của nhóm FX, nhan sắc thuần hàn, nụ cười tươi và chiều cao gần 1m7 giúp cô có lượng fan châu Á đông đảo. Fan cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc Sun Li cười tươi trên tạp chí. Các chuyên gia sắc đẹp của tạp chí CC đánh giá cố ca sĩ có khuôn miệng đẹp, đường nét thanh tú. Giai đoạn 2009-2013, cô liên tiếp được mời làm đại diện thương hiệu, chụp ảnh họa báo, đóng phim hay dự sự kiện. Đây cũng là thời điểm thăng hoa nhất sự nghiệp của Sun Li. Cô kiếm được hàng trăm nghìn won, thuộc nhóm thu nhập cao trong giới thần tượng. Cộng đồng fan của Sun Li đăng ảnh ca sĩ chụp cho tạp chí Marie Claire cùng lời nhắn 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau, chúng ta có thể trở thành những ông bà lão. Nhưng Sun Li mãi mãi ở độ tuổi 25, độ tuổi muôn hoa đua nở. Chúc bạn mãi bình yên, tươi tắn như nụ cười của bạn. Sun Li tên thật là Choi Jin-ri, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1994 tại Hàn Quốc và là ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp ở xứ sở Kim Chi. Bén duyên với nghệ thuật từ sớm năm 11 tuổi, cô được vào vai công chúa Sơn Hoa lúc nhỏ trong bộ phim nổi tiếng đình đám bấy giờ là bài ca Sơn Đông. Sau đó, bằng tài năng và cái duyên nghệ thuật, cô được SM Entertainment chiêu mộ, đào tạo và ra mắt trong nhóm nhạc FX năm 2009. Tuy nhiên, sau 6 năm gắn bó, cô đã rời FX và phát triển sự nghiệp cá nhân dưới vai trò diễn viên, người mẫu, ca sĩ solo. Tháng 10 năm 2019, toàn thể người hâm mộ trên toàn thế giới bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ kết thúc sự sống sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh trầm cảm và bạo lực mạng cyberbullying. Sự ra đi của cố nghệ sĩ để lại nỗi đau đớn, tiếc nuối, xót xa cho đông đảo cộng đồng fan K-pop nói chung và những người hâm mộ Sun Li nói riêng. Sự đơn độc trong cuộc sống, áp lực công việc đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô. Được biết gia đình Sun Li không hạnh phúc, hơn 10 tuổi một mình lên Seoul lập nghiệp, có ai biết được đằng sau nụ cười đó là sự cô đơn, nỗi buồn tủi mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Với tài năng và hoạt động nghệ thuật từ sớm nên Sun Li có trong tay khối tài sản rất lớn ở tuổi 25. Tuy nhiên thật đáng buồn, người hâm mộ càng xót thương cho cô khi thấy được cảnh tượng cha mẹ tranh chấp tài sản ngay khi cô vừa xa cõi đời này. Có lẽ việc Sun Li lựa chọn ra đi có thể đáng buồn cho người hâm mộ yêu mến cô, nhưng biết đâu là sự giải thoát để Sun Li hạnh phúc. Thiên đàng chỉ dành cho thiên thần, hãy an nghỉ nhé. Ở nơi nào đó, thiên thần tiếp tục làm điều mình thích và đừng quên nở nụ cười rạng rỡ trên môi.